Ok, mình lại tiếp tục con game bắn tỉa anh em nhé. Không chơi game ma nữa đâu. Sợ lắm rồi. Nó bay kìa. Có hai thằng ở đây luôn. Không đứng cùng với nhau không là mình xiên luôn hai đứa rồi. Mày là ai đây? Ê à, bắn tỉa à, chờ nó đi. Một thằng xuống nè. Kiểu nó đem quân tới đây mà. Đó rồi à. Cái thằng bắn tỉa này nó thấy nhìn thấy mình luôn. Satellite tracking station. Tôi đến gần một cái trạm theo dõi vệ tinh vậy nè. Thông tin của chúng tôi cho thấy Zaytest sẽ ở đó. Vậy là mình sẽ tiêu diệt cái thằng Nikita Zaytest ở đây. Trời ơi, 115 luôn. Chắc chỗ này khó rồi anh em ơi. Hai trăm ba mươi sáu à. Nó khuất gì sao bắn ta? Này thì giờ với chúng tôi còn một thằng nữa. Nó không thể nào có một thằng bắn tỉa được. Thường nó sẽ bố trí hai thằng lượng em ạ. Phải nằm đâu ở trên cao nè. Rồi xong luôn. Cái khu nhà này khu nhà chính rồi, đông rồi. Ở đây có ai thấy không ta? Thằng ống dòm. Qua thế nhỉ? Camera. Hai trăm mười sáu mét. Trăm ba mươi mốt à. Cái gì ai đó ký đầu ở đây mà sao phải ngủ luôn. Trời ơi, 202 là sướng nhất nè. Ôi súng máy nhiều quá à. Ai làm sao để đánh đéo được cái này ta? Thì cái máy này mình cũng bắn bể được nên đây mà, nhưng mà nó mình không đo được khoảng cách đâu, mình không có bắt được. Khó chịu vô cùng. Trời ơi, Iron Man. Ấy. À, thằng này nó phát hiện ra. Mồ chôn hai đứa luôn, hồi đội thông hai mộ luôn. Nguy hiểm cực anh em ơi. Chỉ cần một thằng nào đó nó đi tuần tra ngay chỗ đó thôi là nó sẽ phát hiện ra ngay. Má đông quá à. Đang lo cái hướng này nè, với còn thằng nào nó không chắc hết rồi quá. Ủa? Cô đôi mắt gì thằng này nó thấy? Đó. À, mình không thấy được ở phía sau đó à. Tức thế nhở.
Chắc là có một thằng nào đó nó gần, nó thấy xác của hàng kia rồi. Vẫn còn ngơ lắm. 224. Gì vậy ta? Sao mình bật cái tâm binh nó bị lệch lên chữ rồi? 215, đây đây, thằng này nguy hiểm này, mà nó đang kiếm mình nè. Thế hiểu sao bị phát hiện luôn á. Game deal. Như là có hai thằng chuẩn bị công lên chỗ mình. Công lên rồi. À, nó núp rồi, nó núp rồi. Mày bắn trúng ta. Đau. Anh đau. Kia mày sợ chứ mày. HQ, this is Bravo 52. We have narrowed down hostile's location. Over. Nó đang báo động, anh em ơi. HQ, Papa Quebec. Mình biết sao mình bị phát hiện luôn. Mortar fire. Tango's whereabouts unclear. Out. Mẹ thằng nó bắn ra đấy. Nó bắn có gì ta? Mình còn đứng đây là mình sẽ bị dính đạn ngay. Mình canh ghê lắm. Bắn cối vậy, phải thằng này không? À, thằng nào bắn cối vậy ta? Thằng này là chiếc voi à. Địch lắm bạn ơi. Thục vậy, tức quá. Rồi xong luôn. Thằng nào bắn cối ta? Chết rồi đây. Chết nè. Bắn kế cái thùng phi nó nổ chết luôn anh em ạ. Nó lĩnh chưa. Charlie 50 to HQ. We had an explosion at R20. Do you copy? Mình đang thấy khi mà bắn xa nó đụng nữa không? Đụng nó nấp luôn rồi. Bây giờ cái đèn nổ mình còn có 5 viên rồi à. Khổ ghê. Bên cuối. Mình giết được thằng này. Hết. HQ, this is Victor 5. Explosion heard. Location unclear. Awaiting orders. Thằng này đạn gì mình quên mất tiêu rồi anh em ạ. Mà thôi để dành nó đi. Mình thấy nó còn có ít 4 viên. Thằng này nó rất kỹ. Ồ, chết luôn kìa. Hơi ảo nha. Mình quên mình dò mìn nữa chứ. À đây có bị mìn, đây có mìn. Cục này đúng không? Sao mà không cho được mình gỡ ta?
Đã đi. Mày không không lên thì tao xuống. Chắc bị ngáo chắc luôn rồi nè bạn. HQ, enemy position location, ready to. Có luôn hả? À, thằng đi kia vẫn còn núp chỗ đó à. His death is important to us. And who would us be? You're not being paid to ask questions, Seeker. Do your job. Ở đây hết rồi đúng không? Là bị còn ai ở đây nữa. Ok đấy, kịch đấy. Lúc lục này mình cảm giác yếu sao ta? Bây giờ mình lấy cái cục đá này ra mình quăng không biết được không nhờ. Hài ghê. He's dead. Search him. Chỉ là mình giết thằng này xong rồi mình còn chờ cái USB nữa kìa. Exit locations are on your map. I found a flash drive. Your mask has read it. It contains medical records for all laboratory staff. Lấy USB được luôn rồi. On Antanasia's file it states that she is not a smoker. I've marked the exfiltration locations to your map. Cái camera đâu vậy? À, tính là còn đông gớm nha. Thì đó là vấn đề. Giờ tôi mới biết còn thằng ở đây luôn trời. Xong chưa? Vậy cỏ phải gì cho tận gốc gốc anh em ạ. Cái gì vậy? Ở đâu còn nữa vậy? Tiếng gì la vậy? Thank you.
sao. Thôi đi, không nhảy nữa. Nhảy là họ lấy súng máy nó bắn mình chết. Chỗ này nó leo được ta, ở đây. Ok, mình lại hoàn thành thêm được một cái nhiệm vụ rồi anh em ạ. Đi qua bên kia. Lại phải mịn. Đây rồi. Mình không gỡ được ta. Chả hiểu luôn anh em ạ. Lúc trước mình gỡ được mà ta. Ghê quá. Hết rồi đó. Như mình giết hết rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ đi tiếp qua đâu đây. Đây, để chưa cái cuối cùng của mình thôi đi mà. Ok, thì cái video của mình hôm nay là kết thúc. Hẹn anh em ở tập tiếp theo. Mình sẽ hoàn thành nốt luôn cái hợp đồng này đó. Ok, bye bye anh em. Trời ơi, game là dễ. Qua, để mình thử coi nha. Mình sẽ cho nó biết thế nào gọi là tỏ thần của An Diên Dương, 90m hả? Sao bắn tới được ta? Cái này canh sao chạy? Không tới nổi luôn. Xa lên xíu nữa. Giữ ta, giữ ta. Mày nhờn với tao. Ôi ôi, anh em thấy mình canh ghê không? Ok, bye bye anh em nha.